Hi, chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh Nhân BB. Các bạn ơi, và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau xem những cái video kỳ lạ nhất trên thế giới các bạn nha. Đây sẽ là video đầu tiên, ok các bạn ơi. Rồi, các bạn ơi, hình như mình nhìn thấy một con cá các bạn ạ. Ui, con cá gì nó biết bò này. Ui, cá đang bò dưới nước kìa. Ui, đây. Ui, nó không phải là cá, nó là một người cá. Các bạn nhìn tay này. Ui, các bạn nhìn cái tay nó có cái màng này để bơi này. Ôi, video đầu tiên chúng ta xuất hiện thấy người cá các bạn ạ. Ảo thật đấy. Rồi, đến video thứ hai nào. Ui, video có nội dung nhạy cảm nha. Đâu xem nào. Ui, đấy, người cá tiếp này. Đấy. À, đây bà người cá lúc nãy này. Đấy. Vậy là có hai người đã quay được người cá xuất hiện được các bạn ạ. Chẳng lẽ người cá là có thật sự đấy, cái móng tay của người ta đây. Quá đáng sợ luôn các bạn ơi. Người cá nó có thật rồi. Ui, mặt kìa. Ui, ghê thế. Ok các bạn, đến video tiếp theo nào. Một cái máy bay đang bay trên trời các bạn ạ. Đây, một cái máy bay bé tí này, các bạn có nhìn thấy không? Đó. Chuyện gì sẽ xảy ra? Cái xe đạp bay trên trời. Độc nạ Bình Dương à. Cái gì đấy? Ui, một người đang bay trên trời sao các bạn ạ? Ui, đây là cái máy bay nhá. Ảo thế nhỉ. Tiếp theo. Wow. Ui, cái video này được quay từ rất là lâu rồi các bạn ạ. Nên là nó không được nét. Nhưng mà nó có những hiện tượng huyền bí này. Ui, như kiểu một con ma đang trùm cái vải các bạn ơi. Wow. Ảo thế nhỉ. Wow. Các bạn thấy chưa? Rồi, chúng ta sẽ đến video tiếp theo. À, hai người đang nói chuyện với nhau. Ui, ma này. Ma hay zombie này. Chạy đi. Ui, bà này không biết. Ui, hai người này không biết, chạy đi. Ui, ở dưới đây có một người này, cũng em bé này. Ui. Kiểu zombie các bạn ạ. Ở đây là một cái bệnh viện đấy, xong rồi zombie nó xuất hiện đây. What the. Cái gì đây? Ui. Ảo thế nhỉ. Ui. Đúng là xung quanh chúng thế giới chúng ta có rất nhiều những cái điều mà kỳ lạ đó các bạn ơi. Xem hết tiếp nha. Đây là một cậu bé này. Búp bê. Ui. Tiếp tục, đây là những sự kiện kỳ lạ của những con búp bê các bạn ơi. Đây là hai con búp bê này. Nó cử động được không? Cái gì đây? Wow, bọn chúng đang ngồi trên cái ghế. Cái ghế tự nhiên nó lâng lên này. Oh my god. Hai con búp bê này chắc bị ma ám rồi. Một người đang cầm cái gậy này định chọc vào nó này. Đừng chọc vào nó. Ui, người ta cầm cái gậy dọa một cái là cái ghế tự nhiên nó rơi xuống luôn các bạn ạ. Ảo thế nhỉ. What the. Tiếp tục nào, một video kỳ lạ tiếp theo nào. Một người đang mở một cái hầm ra. Ủa, dưới cái hầm nhà lại là cái mặt đường à. Đây là những cánh cửa bí mật. Ui, trong núi đá này có cái cánh cửa các bạn nha. Đây là thời ngày xưa người ta đã làm đấy các bạn ạ. Đây là thật các bạn nha. Video này mình đã xem rất nhiều lần rồi. Ui, những cánh cửa kỳ lạ các bạn ạ. Ấy, vứt cái chai vào đây nhá. Xem nào. Có người thò ra trong cái chai các bạn ơi. Ui, đây như kiểu là những sự kiện có thật các bạn ạ. Ui, những cái hố bé bé này bên trong có gì đây. Ui, có một con mắt. Ui, quá ghê gớm luôn các bạn ơi. Ui, các bạn nhìn con búp bê này. Chân nó cử động này. Đấy, các bạn thấy chưa. Ui, nó cười ấy. Lại là búp bê tiếp này.
Ua. Đấy. Ông này ông bắt đầu phát hiện ra rồi đấy. Nhưng mà ông vẫn đang nghi ngờ. Ông tưởng con chuột. Đấy. Ui nó bay được luôn. What? Ảo thế nhỉ. Tiếp tục lại là búp bê à. Một cô gái đang ôm một cô bé búp bê. Ui nó quay sang nó nhìn luôn này. Đây cũng là búp bê các bạn nha. Nó tự cử động nó chơi luôn các bạn ơi. Nó đi luôn đấy. Đấy thấy người đến phát ra giả vờ nó ngất luôn. Đấy. Ui búp bê nó chơi với chó. Ui con chó này nó biết này. Wow. Ảo thế nhỉ. Một công viên. Công viên tập thể dục nhưng mà không có người. Nhưng mà cái bàn chạy nó vẫn hoạt động các bạn ạ. Ui cái xích đu này. Không có người xích đu nó vẫn quay. Như kiểu nó có ai đang ngồi như cái xích đu này các bạn ạ. Ui. Kinh. Hello. Cái gì đấy. These have been here since the war time. Ma. As you can see there, since 19, got the old gun. Hello. Ma sơ. Một cô gái đang chạy. Đây là khoảnh khắc cô gái đang chạy nhưng mà được tua chậm rồi các bạn nha. Chúng ta nhìn xem có điều gì bất ngờ không. Rồi xem nào. Mình chưa phát hiện ra điều gì bất ngờ. Từ cái video này mình chưa phát hiện à. Đâu. Chưa phát hiện ra điều gì bất ngờ các bạn ạ. Wow. Ui các bạn để ý này. Oh my god. Các bạn nhìn nhá. Đây nha chỗ này nha. Đây này cậu thanh niên áo trắng này đúng không. Cạnh thanh niên áo trắng đen này. Ở đây không có người nha. Đây này cạnh cái anh này này. Áo đen này không có người đúng không. Chúng vậy chị này chạy qua phát này. Thanh niên áo da cam xuất hiện luôn. Các bạn nhìn nhá. Đấy. Oh my god. Wow. Ôi ảo thế nhỉ. Đây là một người đang đá quả bóng. Ui. Đây nha. Đấy chạy qua thôi. Không có ai. Mà tại sao quả bóng này nó lại bay được vậy. Ô. Ui nó ảo thế nhỉ. Ui người tàng hình à. Tiếp tục này. Là một cô. Từ từ các bạn ơi, các bạn nhìn thấy con chó này cũng đang bất ngờ luôn, các bạn để ý không? Các bạn nhìn nhá, con chó nhá, nó chạy theo cô bé đúng không? Các bạn nhìn này. Đây nhá, con chó này chạy theo cô bé nhá. Đấy, đi qua đây tự mất luôn. Sau đó lại tự xuất hiện ở đây này. Đấy, con chó nó ngạc nhiên luôn. Ui, ảo, thật sự luôn. Có điều gì bất ngờ. Một người tí hon từ đây chạy ra. What the. Ui cậu bé đang tìm luôn ấy. Tìm người tí hon luôn đấy các bạn. Đây các bạn nhìn đấy. Người tí hon chạy ra đấy. Quá ảo diệu luôn các bạn ơi. Ở video tiếp theo. Một con ma răng bơm cái giếng nước các bạn ạ. Đây là cái giếng nước từ ngày xưa các bạn nha. Đu. Đúng là nhiều chuyện kỳ lạ trên thế giới đấy thật các bạn ạ. Ui. Thanh niên đấy không biết chuyện gì xảy ra này. Cái bơm nước nó tự nhiên hoạt động. Đấy. Ui ma đấy. Ồ, ok các bạn ơi. Nói chung là trên thế giới này có rất nhiều những điều kỳ lạ xung quanh chúng ta mà chúng ta không thể nào biết hết được đúng không? Nên là nếu các bạn thích cái video này của mình, nếu các bạn muốn mình làm tiếp những cái video kỳ lạ nhất trên thế giới thì các bạn hãy ấn like và ấn đăng ký kênh để theo dõi kênh Nhân BB các bạn nhé. Bây giờ chắc có lẽ mình hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo của mình nhé. Ok các bạn ơi, nhớ like đăng ký kênh nhé.